Tức là cứ hello mọi người đi vậy. Hello mọi người, quê các bạn thế nào? Phong tục tập quán của các bạn ra làm sao? Tập quán của Thái Bình nhà mình là sáng sớm mùng 5 là mẹ là người sẽ chuẩn bị đồ để bắt sâu bọ cho cả nhà. Hôm nay bố Quân bận, chỉ có mẹ Lý với Quân bắt đầu bắt sâu bọ nhá. Mẹ con mình bắt hết sâu bọ đi để cho mẹ con mình có một năm sống khỏe mạnh vui vẻ nhá. Đầu tiên là ta sẽ ăn cái rượu. Cái rượu. Đây, con dài ăn cái rượu nhá. Cái rượu này phải mua. Cái rượu này mẹ nhờ em Hiệp mua cho từ sáng sớm. Đấy. Sau nữa là ta ăn trái mận, ăn tất cả những cái thứ đồ chua và có một chút men để cho tất cả các con sâu bọ gây hại cho cơ thể mình là sẽ không còn tồn tại nữa. Chết luôn. Chết luôn. Nào mời các bạn nhá. Mẹ con mình cùng ăn nhá. Dô láo, lâu lắm rồi biết cách nữa. Ngon không con? Ủa. Mấy năm giờ đi không ăn cái rượu. Ăn ngon thật ạ. Ngon quá. Anh Hiệp khéo mua thật đấy. Vừa, không cay quá. Ngon hơn của cô bài làm nhỉ? Ngon hơn cô bài làm. Nhưng mà chuyện người ta làm chuyên nghiệp mà. Đây là người ta làm bán, cho nên người ta có kinh nghiệm thâm liên hơn, cho nên là sẽ ngon hơn. Của cô bài làm như thế là cũng đã đạt rồi đấy. Không cay quá, cứ giờ mà có mẹ ngon. Mẹ làm cay xé lưỡi. Mẹ làm nó chưa có kinh nghiệm. Thế quê các bạn ăn gì để diệt sâu bọ mùng 5 tháng 5 nào? Có khi có những nơi mà không có mày nhỉ. À. Năm nay con 23 tuổi rồi. Con sẽ tập trung vào học tập là chính. Ngoài giờ học tập ra con sẽ nói xem có bạn gái nào vào mắt con không. À. Mẹ sẽ chuẩn bị nuôi một đôi ngỗng để sang năm cho con đi Tết ông ngoại. Tết ông ngoại là sẽ Tết bằng ngỗng. Ông ngoại là ông ngoại của con đó. À. Ông ngoại của con chứ không phải là ông ngoại của con. Ông ngoại của con là bố con tối hôm qua là đi Tết đỗ rồi. Tối hôm qua là hai bố mẹ, hai bố mẹ đi Tết đỗ rồi. Phải đến 11 giờ về. Ừ. Mẹ say rồi. Mẹ say rồi. Mẹ say rồi. Sơn khen ngon mà lại say thì cái. Ồ, ăn cái rượu nó mới nó say rồi chứ. Thôi thế con ăn mặn đi. Cái rượu này để làm rượu ấy mẹ nhỉ, để nấu rượu ấy hay là chỉ nấu? Không, cái này là cái rượu để làm ăn tươi. Thế còn thì nấu rượu là người ta cũng làm hình như người ta cũng làm như này, xong rồi người ta bỏ ra nấu đó con. Ô con ăn mận đã. Ừ, con ăn này trước rồi. Ừ. Thì cũng được, miễn là cứ có các cái đồ chua. Đồ chua vào cơ thể mình là con các con sâu bọ có thể gây hại cho cơ thể mình là nó sẽ chết hết. Ờ mẹ khác. Cái phong tục này có từ lâu chưa? Mẹ không biết, nhưng khi mẹ sinh ra là mẹ đã thấy bà ngoại của mẹ rồi, mẹ của mẹ là đều chỉ mẹ là làm cách như thế này. Ừ, ngọt đấy, không chua tí nào đâu mà. Năm nay mận hậu. Năm nay trái cây rẻ mà ngon, cái gì cũng ngon mà rẻ mẹ lắm. Mua bao nhiêu tiền một cân? 15.000 một cân. Vải 15.000 một cân. 15.000 một cân. Thế các bạn nam có bạn nào có bạn gái thì đã đi Tết bố vợ tương lai chưa? Người ta đi Tết thì tốt quá. Nếu bạn nào quên chưa đi thì ta chuẩn bị đi nhá. Giờ đi vẫn chưa muộn. Thôi, con dài ngồi ăn đi. Mẹ có khách rồi, mẹ xuống tiếp khách đã. Hẹn gặp lại mọi người ở trong clip sau nhá. Con ăn đi. Đang lại thì đang ngồi ăn tí thì khách ở bên dưới mọi người bình mọi người nghe thấy nhiều. Có mấy bạn mà chỉ thích xem mẹ Lý thôi, hôm nay Quân phải thuê bố à thuê mẹ lên đây ngồi ăn nói chuyện mọi người tí. Vì là ăn giết sâu bọ nên là không chấm mọi người. Phải lại chua 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 để sâu bọ trong người mình nó chết đi. Thế mẹ mẹ với bố con nói thế, ông bà nói thế, con chả biết.
năm sau có người yêu, có người yêu xong rồi mang ngỗng đi, mang ngỗng đến nhà người yêu tặng bố vợ. Năm nay ngồi ăn với mẹ đó mọi người ạ. Thời tiết mấy ngày hôm nay thì thất thường lắm. Mọi người biết cái cơn bão mà đi vào Quảng Ninh mấy cả xuyên sang Thái Bình không? Là Thái Bình còn bị ảnh hưởng mưa. Đi vào đất liền thì nó thành áp thấp rồi, nhưng mà Thái Bình quân vẫn bị ảnh hưởng mưa mấy ngày nay. Hôm nay nắng to, thời tiết kiểu oi oi. Quá chịu thực sự. Mọi người còn nhớ cái hôm mà Quân hứa với mọi người là Quân sẽ trèo lên cây vải, thực hiện clip ăn vải trên cây không? Nhưng mà phải xin lỗi mọi người thôi. Clip đó đã bị fail bởi vì con ong vàng nó chích hết nguyên cả một cây vải của ông luôn mọi người. Rụng một lần mà nó rụng hết nguyên cả cây luôn. Nên là không còn quả để trèo lên ăn nữa. Trời, con nhớ con học lớp 5. Con ăn cái rượu này. Ăn nhiều, ăn phải một bát ô tô đầy. Xong tí con say, con cứ nằm đấy. Mẹ hỏi làm sao? Mẹ không biết, con đau đầu lắm. Con chóng mặt, con chóng váng lắm. Thế mẹ ăn cái gì? Mẹ con quát lên. Con ăn cái rượu. Ui giời ơi, cái bát cái rượu của tao mua về cho cả nhà và mày ăn hết. Ngày xưa con cực kỳ thích ăn cái này. Lúc mà chưa biết uống rượu ăn nó say luôn đó mọi người. À hôm nay tâm sự mọi người quả Giang Lợi đấy mọi người. Tối ngày hôm qua đau răng quá, xong rồi Quân thấy nó buốt hết cả hai hàm ấy, không ăn được cái gì cả. Thế là ra nói chuyện với mẹ Quân đau răng quá. Mẹ Quân nhìn há mồm ra thế nào là Quân bị sâu hai cái răng ở ngay đây, một cái răng số 6 ở đây với cả một cái răng số 6 ở bên này luôn. Đồng thời Quân bị viêm lợi luôn mọi người ạ. Quân bị viêm lợi trên, lợi dưới luôn. Thế mẹ bảo ui giời ơi, như thế này thì chắc là mày phải trồng lại nguyên cả hàm răng chứ, này hỏng hết rồi. Quân kinh quá, Quân phi một mạch xuống dưới tới chợ cầu mọi người, tới chợ cầu phòng khám răng Tâm Đức này. Chắc mọi người cũng sẽ không biết đâu, nhưng mà đại loại là ở quanh khu này cái phòng khám ấy cũng khá là nổi tiếng mọi người, làm việc rất là quan tâm. Thế Quân đi xuống đấy, anh ấy động đến cái răng nào cũng đau, anh cùi lời răng hỏng hết rồi em ạ, như này chắc phải trồng lại. Nằm sau cái răng là có đấy em ạ. Thế Quân bảo ui lời hơn, thế anh chữa làm sao để cho em bớt nhức, chứ em không ăn được cơm nữa rồi, em đau lắm. Nó bảo chữa bớt nhức thì để anh lấy cao, xong rồi anh bôi thuốc rồi anh hàn tặng mấy cái răng sâu của em bên trên này để ăn cho nó đỡ bị đau, thức ăn nó không bị bám vào mọi người. Hàn xong đau nguyên buổi sáng này, đau xong giờ thì thế luôn, chỉ cần hơi ê thôi mọi người không sao, nhưng mà hôm nay là ngày giết sâu bọ vẫn phải ăn. Qua câu chuyện là hết sức thực tế đến từ chính bản thân mình thì mình khuyên các bạn là nên vệ sinh răng miệng sạch sẽ, vệ sinh răng miệng kiểu nhiều hơn bình thường đấy mọi người, tại vì bản thân Quân cũng đánh răng súc miệng hàng ngày nhưng mà chả hiểu sao viêm lợi sâu răng của người. Các mẹ các bố thì nên
chăm chút cái việc răng lợi cho các con mình ngay từ lúc nhỏ mà, tránh để kiểu sâu, nhiều em bé kiểu sâu xuống hết cả răng mà mọi người. Nhìn tội lắm, sau này bé tí mà đã phải trồng răng các thứ. Như Quân bây giờ là đang là một sự thất bại, 23 tuổi phải trồng 7 cái răng thì chết. Trước đấy Quân đã trồng 2 cái rồi mọi người ạ. Bây giờ anh bảo nếu mà làm thì phải trồng thêm 5 cái nữa, nhưng mà trước hết phải điều trị tủy với cả điều trị sâu răng trước. Cũng hơi ngại nhưng mà thôi, mình có bệnh thì mình cứ đi thôi. Xin phép chỉ ăn đồ chua từng đấy thôi, tại vì răng lợi đang có vấn đề mọi người. Bây giờ chắc là xuống dưới nhà nấu cơm cho mẹ, hôm nay nấu cơm cho mẹ, mẹ cũng bận lắm. Sáng kêu thôi mẹ lên mẹ ngồi nói chuyện với con một tí. Các bạn yêu quý mẹ ám thì mẹ tranh thủ lên được một tí mọi người. Bây giờ thì xuống tranh thủ ghi chép rồi cơm nước phụ mẹ. Chúc các bạn có một ngày mùng 5 tháng 5 vui vẻ. Bye bye.